Hải Phú chào đón sự trở lại của Thế Tài sau một vòng bị treo giò. Và Hải Béo, hôm nay Hải Béo có trận đấu đầu tiên ở mùa giải thứ 3. Những mùa trước Hải Béo vẫn thi đấu thường xuyên cho Hải Phú và là một tiền vệ khá hay. FC Đam Mê Quân, số 11 Cao Cường, số 12 Văn Huyên, số 14 Văn Quyết, số 2. Rất nguy hiểm. Sút phạt khá hay rất hay. Nguy hiểm. Đâu vào. Alin. Có tình huống tốt nền của số 22 Hữu Đức. Đó là một tai nạn. Đam Mê đã chơi khá hay. Tuy nhiên trong bóng đá là vậy, vẫn luôn có những tình huống không thể lường trước. Sông Kim đánh lên rất hay. Rất hay. Oh. 2-0 cho Hải Phú. 2-1 cho Hải Phú. Xin lỗi. Xin lỗi quý vị khán giả. Trận đấu buồn. Phan Quyết rất tự tin. Phan Quyết. Hai đều. Cú sút chân trái tuyệt vời của Phan Quyết. Đập cô này mới trong đầu kia này vào. Sân lúc này rất lạnh. Ba hai cho Hải Phú. Cú sút xa tuyệt vời của Thế Tài. Một lần nữa Đam Mê lại gỡ hòa. Trận đấu quá kịch tính. Quan trọng ở vòng 4 và lưới của VietinBank rất nhanh. Pha lên bóng tuyệt vời. Okay.
trừng phạt tuyệt vời của Thế Tài. This whole world twice, if I could be a paradise.